xôn xao. Dòng Mau chảy kia sông dài, từ biên dầu đồi non cao, bay chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vang rền. Dòng Mau chảy này phố thị, dùng tiếng cười làm thôn ơi, làm tim mình bừng bừng dòng Mau. Chào quý khán thính giả của TV Tuần Sơn Online đến với chương trình Giờ Nguyễn Hồng Anh thứ 6 ngày 28 tháng 2 năm 2020. Tôi là Nguyễn Hồng Anh, chủ bút của báo TV Tuần Sơn. Và hôm nay chúng tôi có một khách mời, một vị khách mời rất là đặc biệt. Đó là tiến sĩ Nguyễn Võ Long đến từ Hoa Kỳ. Xin chào ông. Vâng, xin chào anh. Kính chào quý vị khán thính giả TV Tuần Sơn. Tôi là Nguyễn Văn Long, chủ tịch phong trào Việt Hưng. Vâng, thưa quý vị, như quý vị đã biết là lâu nay chúng ta vẫn nghi ngờ cái hội nghị thành đô năm 1990. Và có những người nói rằng đó là mật ước thành đô bởi vì nó bí mật quá. Và người ta nói rằng là vào năm 2020 thì Việt Nam sẽ biến thành một tỉnh của Trung Quốc. Cá nhân tôi cũng không nghĩ rằng là đến 2020 là sẽ trở thành một tỉnh. Và cũng có vài lần tôi nói rằng tôi không tin như vậy. Nhưng mà, thưa quý vị, càng ngày Việt Nam càng lệ thuộc Tàu. Nếu năm 2020 không trở thành một tỉnh, thì cũng sẽ năm 10 năm sau sẽ trở thành. Quý vị đã thấy rồi là qua những cái vụ như chẳng hạn, thưa ông, qua những cái vụ như là tôi nói gần đây nhất là cái vụ mà virus corona, thì quý vị có thấy không? Là khi người dân và rất nhiều người yêu cầu phải đóng cửa lại giống như các nước khác, đóng cửa lại không cho người Tàu qua biên giới nữa. Nhưng mà ông Phạm Minh Minh, Phó Thủ tướng và kiêm Ngoại trưởng, ông nói rằng muốn đóng cửa phải hỏi ý kiến của Tàu đã, tại vì có ký cái hiệp ước rồi. Và gần đây nhất, trong cái thế giới đang lo sợ ở nước Tàu thì chết rất là nhiều, hàng ngàn người, hoặc là gần 100.000 người được tuyên bố rằng là đã bị nhiễm. Ở các nước Á Châu, ngay cả Đại Hàn cũng có người chết, rồi Nhật cũng có người chết, ở chỗ nào cũng có người chết hết. Mà riêng Việt Nam thì tuyên bố rằng là không có ai chết và chỉ có 16 người bị nhiễm và chỉ 15 người đã được ra khỏi viện rồi. Và bây giờ hội dự trù sẽ mở cửa lại theo cái yêu cầu của ông Vương Nghị. Sau khi ông Vương Nghị gặp ông Phạm Minh Minh ở bên Lào ở Viên Chăn, thì tuyên bố rằng là sẽ, ông Vương Nghị yêu cầu sẽ làm thế nào để tạo cơ hội dễ dàng để cho hai nước thông thương. Thì thưa quý vị, như vậy là sao? Mặc dù chúng ta hôm nay chưa trở thành một tỉnh của Tàu, nhưng mà lệ thuộc Tàu. Và hôm nay chúng ta có một người từ bên Mỹ qua, chủ tịch của một phong trào, sáng lập phong trào Việt Hưng vào năm 2017, phải không ạ? Vâng, 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 đúng. Và chủ trương của ông là chống Tàu cứu nước. Vâng. Vậy thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi vào đề để nói chuyện, thì mời quý vị nghe một bản nhạc tôi viết năm 2014, xảy ra khi có cái vụ mà chiếc tàu Hải Dương 891 cứ nằm ì đó đến gần 3 tháng, không chịu ra, thì dân chúng đi biểu tình chống Tàu. Thì quý vị nghe một phút rưỡi mà thôi, bản nhạc Đứng Dậy Chân Tàu ơi. Tiếp tay ta kiên gan chiến đấu cho đến thắng lợi.
Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã nghe bản nhạc. Và bây giờ chúng tôi vào đây. Và mặc dù quý vị đã biết là ông Nguyễn Võ Long qua cái chương trình, có thể qua cái chương trình tuần trước, thứ sáu tuần trước, nhưng mà tôi nói rất vắn tắt về ông. Tiến sĩ Nguyễn Võ Long là một doanh nhân thành đạt, một nhà mạnh thường quân và một người sáng lập phong trào Việt Hưng. Ông tốt nghiệp ngành vật lý tại trường Đại học North Carolina. Và sau đó ông tốt nghiệp cái bằng tiến sĩ khoa học kỹ thuật vi tính tại Đại học Iowa State. Ông là người sáng lập ra công ty kỹ thuật quản lý và điều hành Pragmatic, trụ sở ở thành phố Reston, tiểu bang Virginia. Và một trong những cái điều mà tôi muốn nói và có lẽ quý vị cũng muốn nghe là ông không phải như những người giàu khác. Một số người giàu khác, ông đã sử dụng cái tiền bạc làm nên để làm những công việc có ích lợi cho mọi người, cho nhiều người. Trong đó có lập ra cái quỹ gọi là Lan and One Nguyễn Software Engineering Scholarship. Rồi ông có bỏ ra là 5 triệu Mỹ Kim để giúp cho cái trường, cái đại học George Mason phải không? George Mason. Thành lập một cái building cho để dạy cho các kỹ sư năm triệu Mỹ Kim và trường đã vinh danh ông bằng cách đặt tên cho hai ông bà là tên là cái đó là Long and Kimmy Nguyễn. Kimmy là phu nhân của ông, Kimmy Nguyễn Engineering Building, tức là thưa quý vị thấy ông là người có tiền. Mà tôi có nói hồi nãy đó là mình có lòng yêu nước, mình muốn làm việc, mình có lòng, nhưng mà đôi khi mình không có tiền, thành thử ra cũng chưa đạt đến cái mục đích. Và hôm nay ông Nguyễn Võ Long, ông là cái người mà như tôi nói là có hàng tấm, hàng sản. Và bây giờ ông lập ra một cái phong trào gọi là phong trào Việt Hưng. Thưa ông nghĩ rằng khi ông lập ra cái phong trào này và ông kêu gọi người dân cùng với ông đứng lên để chúng ta, ông nghĩ rằng có người gia nhập cái phong trào của ông không? Và cái phong trào của ông đến bây giờ nó đến đâu rồi? Vâng, phong trào được ra đời cách đây khoảng 2 năm rưỡi. Mục đích chính của phong trào Việt Hưng là hỗ trợ cho những người Việt Nam ở trong nước Việt Nam đuổi tàu cứu nước. Thì 2 năm rưỡi qua chúng tôi đã làm được nhiều chuyện. Mà tí nữa chúng tôi sẽ trình bày với quý vị chủ trương của phong trào Việt Hưng. Tóm tắt đó là tôi nói là không một người nào có quyền bán hoặc nhượng một tấc đất của nước Việt Nam cho ngoại bang. Cái thứ nhì cũng quan trọng là đối với chúng tôi đó, bất cứ một người nào dẫu cho có một giọt máu Việt Nam trong quốc huyết quản đều có bổn phận đuổi tàu cứu nước. Kế hoạch của phong trào Việt Hưng là mình liên lạc với những cơ quan hành pháp, lập pháp của Hoa Kỳ và cả các nước trong thế giới tự do. Chúng ta sẽ liên lạc với những tổ chức nào có lòng tin vào sự chủ quyền của dân Việt Nam. Hoạt động của Việt Hưng trong 2 năm vừa qua có nhiều điều đáng kể. Cái mục đích tối cao của Việt Hưng là mình có người của mình ở trong giới cầm quyền của chính phủ Hoa Kỳ và của những chính phủ thế giới tự do. Bây giờ giới cầm quyền của Mỹ gồm là những thành phần nào? Thì chúng ta bắt đầu bằng cái ba quyền, quyền hành pháp và quyền lập pháp. Tư pháp không có làm ảnh hưởng đến ngoại giao nhiều. Thành ra chúng ta không nói về lập pháp. Ở Hoa Kỳ lập pháp là gồm hai viện,
Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện. Hành pháp thì lễ duy nhiên có tòa Bạch Ốc, có những bộ quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, CIA, FBI, NSA, National Security Council, vân vân. Nhưng thật ra còn hai chỗ nó mà ít có người biết đến, cũng thuộc về giới cầm quyền ở Mỹ, đó là những think tank và những đại học lớn của Mỹ. Tại sao như vậy? Tại vì khi mà Đảng Cộng hòa lên cầm quyền thì những người Đảng Dân chủ đi ra ngoài, họ làm ở đâu? Họ làm ở các think tank và họ làm ở những đại học lớn. Các think tank ở Mỹ là chi? Các think tank ở bên Mỹ đó là những tổ chức nghiên cứu về chiến lược, về policy của nước Mỹ. Tiền ra những người ở Đảng Dân chủ khi ra ngoài họ làm cái đó, họ sẽ phân tích các diễn biến trên thế giới, họ viết ra những bài báo về policy. Rồi sau này khi mà họ trở về vô lại chính phủ, những cái policy paper của họ sẽ trở thành luật. Người Mỹ trong Đảng Cộng hòa cũng sẽ làm như vậy. Khi mà họ ra ngoài thì họ cũng làm việc ở mấy think tank của Mỹ hoặc ở mấy đại học lớn của Mỹ. Họ cũng làm y chang, họ sẽ phân tích những diễn biến trên thế giới, những âm mưu của Tàu Cộng xâm chiếm cả thế giới luôn. Và họ cũng sẽ viết những policy paper. Rồi khi họ trở lại chính quyền, những cái policy paper đó sẽ trở thành luật của nước Hoa Kỳ. Thành ra đó là thành phần của giới cầm quyền của Hoa Kỳ. Chúng ta người Việt ở hải ngoại, chúng ta muốn vào trong giới cầm quyền của Mỹ để chúng ta bảo vệ cho quyền lợi của nước Việt Nam, của dân Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải ngồi với họ, cùng bàn với họ, là chúng ta sẽ thuyết phục họ là quyền lợi của nước Hoa Kỳ và trong thế giới tự do, nó quyền lợi của thế giới tự do đi đôi với quyền lợi của dân Việt Nam để họ có thể hỗ trợ cho dân Việt Nam đuổi tàu, cứu nước. Thưa ông, những cái người mà ông liên hệ với họ là những cái người mà làm việc trong những cái cơ quan, những cái tổ chức mình gọi là think tank, tức là những cái tổ chức mà nó lo về cái chiến lược, mà không phải là chiến lược mà của nước họ, mà chiến lược toàn cầu đó, thì làm sao mà ông có thể nhờ họ được, nhờ cách nào? Không những tôi nhờ họ, tôi nêu lên hai thí dụ, hai think tank. Một think tank thứ nhất đó kêu là IWP, là Institute of World Politics. Đó là một think tank với một trường cao học ở Washington. Cách đây khoảng 1.5-2 năm, họ có mời tôi vào cái board of trustees của họ. Cái board of trustees đó là một governing board chứ không phải là chỉ cố vấn. Cái board đó có thể mướn hoặc sa thải cái ông president của cái think tank. Thành ra tôi vô đó, tôi ngồi cùng bàn chuyện về cái think tank với những ông như cụ giám đốc FBI, cụ giám đốc CIA, cụ Secretary of Air Force, các tướng lãnh về hưu, các đô đốc về hưu. Và tôi có khi đó tôi có gặp ông tổng trưởng quốc phòng Mỹ là James Mattis, của khi đó cái ông đó vẫn là tổng trưởng. Thành ra tôi quen biết với người đó, tôi ngồi bàn cùng họ khi nói chuyện đó, mà họ nói Việt Nam mình có thể mình nói cho họ biết là quyền lợi của họ, của nước Mỹ đi đôi với quyền lợi Việt Nam, để họ thấy như vậy rồi họ giúp đỡ cho mình. Rồi cái think tank thứ nhì nữa tên là NBR. NBR là National Bureau for Asian Research. Chữ A là research, họ không có dùng chữ A, chữ Asian. Okay. Rồi cách đây cũng lớn 1.5 năm, họ mời tôi vào cái board of directors của họ. Tại ban quản trị đó ha. Ban quản trị. Vâng. Cái này cũng là một governing board. Cũng chứ không phải là cố vấn. Thành ra khi tôi vào đó, tôi cũng gặp rất được nhiều người về hưu được xuất phát từ giới cầm quyền của Hoa Kỳ. Rồi có những người trong đó đó sau này sẽ trở lại chính quyền nữa. Thành ra mình phải cần nên biết cho họ để cần thuyết phục họ là quyền lợi của họ đi đôi với quyền lợi dân Việt Nam. Mình ngồi bàn cùng với họ chứ mình phải ở ngoài. Thành ra mình muốn vô trong cái giới cầm quyền của Mỹ, cũng như mình muốn vô trong giới cầm quyền bên Úc, bên
ở bên Nhật và các nước tự do khác. Như vậy là khi mà mình có thể mình tạo ảnh hưởng lên cái chính quyền địa phương thì có hai cách, hoặc là mình tham chính, tức là mình vô chẳng như là dân biểu, nghệ sĩ, đại khái vậy. Đúng. Hoặc là bên cạnh đó thì mình gia nhập vào những cái tổ chức mà gọi là chiến lược thiên tai như vậy. Dạ. Và hiện giờ ông đã, như vậy là ông thành viên của hai. Vâng, tôi đã trong cái đó cái tổ chức. Vâng. Thì thưa không những như vậy, thật ra nó có một mục đích khác nữa. Như tỷ mình đó là sẽ ủng hộ cho cả hai đảng ở bên Mỹ, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Bất cứ ứng cử viên nào mà sẽ giúp cho dân Việt Nam thì mình sẽ ủng hộ họ. Thành thử ra khi mà tôi thấy có được một ứng cử viên ở bên Mỹ mà ứng cử cho Tổng thống Mỹ, tôi sẽ tới nói với người đó là tôi sẽ giúp ông quay gây quỹ và lấy với có điều kiện là khi ông nói chuyện với dân Việt Nam gốc ở Mỹ thì ông nói ông sẽ ủng hộ dân Việt Nam tại Việt Nam. Đấy. Nếu mà ông nói vậy đó, người dân Việt Nam sẽ rất thích ông và sẽ bầu cho ông. Đấy. Mà không những thế, tôi sẽ tự tôi đi tới những thành phố lớn bên Hoa Kỳ mà có nhiều cử tri người Mỹ gốc Việt. Tôi sẽ đến mấy thành phố đó như Houston, LA, San Jose, v.v. để gây quỹ cho ông và để lấy phiếu cho ông. Đó. Tôi tin rằng nếu mình làm như vậy, nếu ứng cử viên nói như vậy, họ sẽ có được nhiều lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt. Và khi đó, đó thì tôi lớn tuổi rồi, tôi sẽ có làm được lối một bầu cử năm nay với hai bầu cử khác. Thành ra mình chưa biết mình sẽ làm được cái chuyện đó không. Nhưng mà nếu nó xảy ra trong vòng 8 năm nay đó, thì khi mà ứng cử viên của mình được bầu lên tổng thống đó, tôi sẽ không cần một cái việc làm nào hết. Tôi sẽ chỉ muốn làm một việc thôi. Tôi không muốn làm trong Bộ Quốc phòng, trong Bộ Ngoại giao, không bộ nào khác. Mà tôi sẽ nói với ông đó là tôi muốn làm cố vấn cho ông đó trong Tòa Bạch Ốc. Để khi đó mình mới bảo vệ được quyền lợi của dân Việt Nam mình. Mà nếu trong thời kỳ 8 năm sắp tới mà tôi làm được đó, tôi đang huấn luyện cho hai thế hệ trẻ của Việt Nam để các cháu thế tôi sau khi tôi ra đi. Tức là ông hiện giờ ông đang có một cái kế hoạch là nếu ông không có thể làm được thì có những người trẻ sau thế hệ thứ hai, thế hệ thứ hai làm cái công việc đó. Vâng. Thế hệ thứ hai và thứ ba. Và phải làm thế nào họ phải vào trong chính quyền bằng vâng. cách này bằng cách nọ. Đúng rồi. Nói như vậy thì tôi muốn hỏi ông là trong cái sắp có bầu cử tổng thống ở bên Mỹ, hiện giờ ông đã có cái vận động nào chưa? Chưa. Mình coi ông Trump thì ông không có thân thiện với Việt Nam lắm. Ông là cái người mà chủ trương là kiếm tiền nhiều hơn là vấn đề nhân quyền. Vâng, vâng. Rồi bên dân chủ thì chưa ngã ngũ chi hết. Vâng. Mình phải chờ coi khi nào họ ngã ngũ mình không tính. Nhưng tôi biết hiện giờ đó, có một người mà tôi rất quen thân. Cái ông này hiện tại là ông thượng nghị sĩ Tim Kaine của Virginia. À, 4 năm trước đó, ông là ra ứng cử phó tổng thống cho bà Hillary Clinton. Vâng. Thì tôi tiếp xúc với ông đó rất thường. Ông đó là bạn của Việt, hơn bạn của dân Việt Nam đó. Tôi biết chắc là ông vẫn muốn ra ứng cử tổng thống. Năm nay ông cũng ra. Rồi tùy kết quả của bầu cử năm nay đó, nếu mà ông Trump mà được tái đắc cử thì 4 năm nữa ông Tim Kaine sẽ ra. Còn nếu mà một người trong đảng Dân Chủ được đắc cử tổng thống, 8 năm nữa ông sẽ Tim Kaine ra. Khi đó tôi sẽ nói với ông đó, thì tôi đã trình bày với quý vị khi nãy. Và thưa quý vị, cũng vì hôm nay là cái chương trình là phỏng vấn người lãnh đạo của phong trào Việt Hưng. Và cái phong trào này là có cái chủ trương là chống tàu, đuổi tàu, cứu nước. Thì chúng tôi mời quý vị nghe một cái bản nhạc nữa, một phút thôi, rất là ngắn. Tôi viết vào cái dịp mà cũng là cái dịp mà tàu Hải Dương đi vào Việt Nam năm 2014. Thì có tên là Từ Bạch Đằng đến Biển Đông, để chúng ta tạo cái khí thế rằng là chúng ta phải đuổi cho được người tàu ra khỏi đất nước Việt Nam. Mời quý vị nghe.
biển 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 đông sông dậy rồi, khắp nơi nơi bừng lên nở thiêng hồn nước. Đây là bạch đằng giang từ thành đô sông đang xuống đông, người người loan tin vui diên hồng, đồng tâm toàn dân đứng dậy. Vương và dân cả nước đứng lên, ra tay lần nữa trong đời. Đêm nay ta quyết đập tan, đập tan ma quỷ phương Bắc. Ơi, lấy dân ta ơi, lấy chờ đợi đã đến đây rồi, còn chưa chi. Vương và dân cả nước đứng lên, ra tay lần nữa trong đời. Cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục lại chương trình. Thì cũng có những người họ cũng thắc mắc. Mà cái này tôi thì cũng thắc mắc, nhưng mà tôi cũng muốn hỏi ông. Hả? Vâng. Là cái chủ trương của Việt Hưng là chống tàu cứu nước. Thưa quý vị, chống tàu thì nói chung là người Việt Nam ai cũng chống tàu hết. Nó là cái dòng máu Việt Nam, thì không có người nào đã là người Việt Nam thì không có người nào chấp nhận cái sự đô hộ của tàu, bởi vì họ đô hộ nước ta quá nhiều rồi, quá nhiều, quá lâu rồi. Và đến bây giờ dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là lệ thuộc tàu, tại vì nó là đàn em của tàu. Thì như quý vị thấy đó, ở trong như là tôi cũng có nghe ông nói hồi xưa ông về vì cái lý do mà ông thành lập ra cái phong trào Việt Hưng này là bởi vì ông về Việt Nam, ông thấy đi đâu cũng theo tàu hết, phải không ạ? Vâng. Đi đâu cũng theo tàu hết. Yeah, năm 2017. Vâng. Và thưa quý vị, cái phong trào này có cái chủ trương rất là rõ là chống tàu cứu nước. Nhưng mà tôi thưa ông này, tàu thì ai cũng muốn chống hết rồi, mà ai cũng chống hết rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng muốn chống tàu thì phải chống cộng. Tại vì ngày nào còn cộng sản là còn tàu, đó là điều chắc chắn. Và tôi thấy rằng có một số vị trí thức, chẳng hạn như là ở bên Việt Nam có ông Hà Sĩ Phú, ở bên Mỹ có ông giáo sư Lê Xuân Khoa. Hai người đó gần đây họ có nói rằng thế này, không phải là chỉ chống tàu đâu, phải chống cộng nữa, và phải chống cả hai cùng một lúc. Đúng rồi. Hai cùng một lúc, bởi vì nếu còn Việt Cộng thì còn Trung Cộng, còn tàu ở trên Việt Nam. Thành thử ra tôi muốn hỏi ông, tôi thấy ở trong cái chương trình của ông, tôi thấy là có nghe nói về, nghe rất là nhiều về chống tàu, nhưng mà tôi không thấy ông chống cộng. Mà nếu ông chống cộng thì ông sẽ chống như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng. Chúng nó đã bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Thành ra khi mình đuổi Tàu, mình sẽ diệt luôn Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi tôi về Việt Nam năm 2017, tôi gặp nhiều người lắm. Tất cả mọi người đều thấy là Tàu Cộng đã xâm chiếm Việt Nam. Tất cả mọi người mà tôi gặp những người tài xế taxi, những người trong hotel, trong nhà hàng, bạn bè thân hữu, và đôi khi ngoài đường tôi cũng nói chuyện với họ. Tất cả mọi người đó đều thấy là Tàu đã chiếm nước mình, và họ rất là phẫn uất với là chính phủ Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà họ nói tôi cô thế, tôi không thể làm được gì hết. Thành ra khi mình diệt Tàu đó, mình sẽ diệt luôn chính phủ Cộng sản Việt Nam cùng một lúc, và mình sẽ lập ra những người Việt Nam ở Việt Nam đuổi Tàu, diệt Cộng sản Việt Nam, sẽ lập ra một chính phủ mới, một chính phủ mới vô cộng sản. Đó là chính phủ mình sẽ hỗ trợ. Nhưng mà bây giờ, như ông thấy đó, người ở trong nước bây giờ họ cũng, họ biết như vậy đó. Và họ cũng đã chán chế độ rồi. Nhưng mà làm thế nào để cho người dân, mình phải làm thế nào để cho người dân đứng lên? Ông hay là chúng tôi ở ngoài này có phong trào hay là có những cái tổ chức mình kêu gọi người dân đứng dậy, nhưng mà người dân họ cũng không đứng dậy đâu. Đúng như làm vậy. Sao bây giờ? Đúng như vậy. Nhưng mà
nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử oai hùng của dân Việt Nam, tổ tiên của chúng ta đã đuổi Tàu, đuổi giặc phương Bắc hơn 10 lần. Thành ra, cả luôn lúc mà chúng đã chiếm nước ta cả ngàn năm. Thành ra, tôi chắc chắn rằng người dân Việt Nam sẽ có một đoàn thể, có sẽ một nhóm đứng lên đuổi Tàu, cứu nước như tổ tiên ta đã làm. Mình ở ngoại quốc, mình làm tất cả những gì mình có thể làm được để nói cho dân Việt Nam biết là mình sẵn sàng hỗ trợ họ. Một trong những việc mà tôi đang làm đó là tôi có bảo trợ những buổi hội thảo ở Việt Hưng. Cách đây 4 tháng, tôi có mời một ông lúc trước là làm cho CIA trong 34 năm. Khi ông đó về hưu, ông là Deputy Director for Clandestine Operations, đó là trùm giám điệp của Mỹ đó. Rồi khi ông làm cho CIA, có một lúc ông là Chief of Station ở Hồng Kông, có lúc khác ông là Chief Station ở bên Đại Hàn. Và khi ông nói chuyện với những người ở bên Mỹ đó, ở Việt Hưng đó, câu đầu tiên ông nói là Mỹ đang là ở trong chiến tranh lạnh với Tàu Cộng. Rồi ông đó cũng nói luôn cho ra 3-4 lý do mà Tàu Cộng sẽ thất bại. Rồi ngày 21 tháng 3 sắp đến đây, tôi cũng có mời một vị khác tới nói chuyện ở Việt Hưng. Ông này là đề đốc 4 sao của Hoa Kỳ. Ông đã về hưu lúc trước, ông là Chief of Naval Operations, ông là member của Joint Chief of Staff. Trước đó nữa, ông là tham mưu trưởng của đề tất hạm đội của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. À, câu đầu tiên ông nói là Mỹ, Hoa Kỳ đang ở trong chiến tranh lạnh với Tàu Cộng. Và mấy người trong quân sự, những trong bộ hải quân hoặc bộ không quân, bộ binh, họ đang làm plan để thắng Tàu Cộng. Và tôi muốn có những cái đó và thêm nữa để lên YouTube để cho dân Việt Nam biết là ở bên này có những người đang sẵn sàng để hỗ trợ họ. Như thế mình mới khuyến khích được có những đoàn thể nào, những hội đoàn nào, những đảng nào nổi lên chống Tàu. Và khi tôi nhìn những cái buổi biểu tình của Việt Nam chống Cộng sản Việt Nam và chống Tàu Cộng, tôi nhìn những gương mặt của những người Việt Nam đó, tôi thấy ánh mắt của họ giống như ánh mắt của các tổ tiên ông cha. Ánh mắt đó là những ánh mắt bất khuất, không bao giờ chấp nhận sự đô hộ của ngoại bang. Người ta tin tưởng. Khi tôi ra với phong trào Việt Hưng cách đây 2.5 năm đó, tôi nói là tôi chắc chắn 100% người Việt Minh sẽ đuổi Tàu về diệt Cộng. Bây giờ đến những biến từ 6 tháng nay, tôi nói tôi chắc chắn 1000% là dân mình sẽ đuổi Tàu về diệt Cộng. Ông thấy những cái biến cố xảy ra gần đây, chẳng hạn như là tôi thấy ở trong nước nhiều người họ nghĩ rằng là nếu cái dịch coronavirus này nó tàn phá nền kinh tế của nước Tàu và nó làm cho nước Tàu nó yếu đi, không còn cái kiểu mà gọi là bành trướng bằng cái cách như là lập ra những cái gọi là một con đường vành đai, và nếu họ yếu về kinh tế và nếu họ bị dân chúng phản đối, thì ở Việt Nam ông có nghĩ rằng là, tại vì bây giờ tôi thấy rất là phi lý, rất là phi lý khi ở những nước như là nước Ý, tầng bên nước Ý cũng có là mấy người chết, đã có cả hàng trăm người bị nhiễm, xa xôi như vậy mà tại sao Việt Nam nó ở ngay cạnh nách như vậy, có hàng trăm người từ bên kia qua, bây giờ mở cửa cho qua nữa thì cái vấn đề chết đó là sẽ có một ngày nào đó bắt buộc họ phải khai, nó sẽ lòi ra. Bây giờ thì họ nói chết vì bệnh viêm phổi thôi, nhưng mà có thể là chết vì cúm virus, coronavirus, nhưng mà họ giấu đi. Thành ra ông có nghĩ rằng là những cái chuyện nó đang xảy ra gần đây có thể ảnh hưởng đến
cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam không? Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng, và cái coronavirus nó sẽ giảm sức mạnh của Tàu Cộng. Nhưng mà Tàu Cộng hiện nay vẫn còn rất là mạnh. Chúng ta không có thể nào thắng họ trong 5 năm, 10 năm. Lúc trước khi tôi mới nói cách đây 2 năm rưỡi, tôi nói phải cần 25 năm hoặc 50 năm, nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ thắng. Thì có những sự việc mới đây tôi nghĩ rằng có thể rút ngắn cái thời gian đó lại. Thì tại Tàu Cộng nó yếu hơn lúc trước, nhưng mà cũng không có thể nào 50 năm được. Chúng vẫn còn mạnh lắm, và chúng không có nhả Việt Nam ra. Những người Việt Nam ở tại Việt Nam phải hy sinh mới đuổi Tàu. Chúng nó sẽ không có nhả Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi cũng gặp một vài người quen biết. Thì khi mà cứ nghe rằng là có cái phong trào Việt Hưng qua bên này, thì họ nói tại sao mình có nhiều tổ chức như vậy. Và như là chúng ta đã thấy rằng là từ năm 75 đến bây giờ có rất rất là nhiều tổ chức. Tổ chức là đấu, thời gian đầu thì có đấu tranh bằng vũ lực, sau này thì đấu tranh về chính trị ôn hòa. Nhưng mà họ nói tại sao mà đã có nhiều rồi mà bây giờ có thêm cái phong trào này nữa. Thì ông có thể giải thích một cái được không? Tôi không thể nào giải thích những hoạt động của những người khác. Nhưng mà theo tôi thấy đó, trong hơn 40 năm qua đó, có rất nhiều đoàn thể hoặc là cá nhân hoặc là đảng phái chống cộng. Nhưng trong số đó tôi có thấy một số ít có hữu hiệu. Không có nhiều nhưng có số ít. Và tôi hy vọng rằng phong trào Việt Hưng sẽ là một trong số ít đó. Chúng tôi được cái lợi thế là chúng tôi ở ngay Hoa Thượng Đốn Hoa Kỳ, ngay sát giới cầm quyền của Mỹ. Và chúng tôi được lợi thế là chúng tôi quen biết nhiều chính giới đó. Và chúng tôi đã bắt đầu vô trong cái giới cầm quyền rồi. Và chúng tôi hy vọng các cháu trẻ sau này mà tôi đang huấn luyện cũng sẽ vô giới cầm quyền. Tôi cũng nghĩ như vậy, tại vì ông có được cái lợi thế là ông ở ngay thủ đô Hoa Thượng Đốn. Rồi ông có một cái network, ông quen biết rất là nhiều. Tại vì mình phải có cái network, mình mới lobby, mình mới vận động được. Và tôi nghĩ cái sự mà ra đời của phong trào Việt Hưng đến lúc này là cũng đúng lúc. Và thưa quý vị, có những người họ nói rằng là ôi trời ơi, ở bên Việt Nam kìa, người Việt Nam có họ không chống, họ chấp nhận cái sự mà gọi là cai trị của Đảng Cộng sản, thì mình ở bên ngoài này làm được gì? Rồi mình lập ra những cái phong trào này, phong trào nọ. Và tôi nghĩ rằng, thưa quý vị, còn có nhiều phong trào là càng tốt thôi, không sao. Còn nhiều người còn nghĩ đến cái quê hương đất nước mình là càng tốt. Và mình không thể nào nói rằng thôi, không thể làm được đâu, nói cai trị 40 năm rồi, không có làm gì được nữa. Chúng ta cứ ngồi đó mà cái nguyền rủa, chúng ta nguyền rủa bóng đêm mà chúng ta không thắp cái ngọn nến đi. Thì chúng tôi nghĩ rằng hôm nay đã có ông giáo sư, ông Nguyễn Võ Long. Ông đang làm cái công việc này, ông thắp cái ngọn đuốc, và đặc biệt là ông chú trọng đến giới trẻ. Tại vì những người mà lớn tuổi rồi thì cũng sẽ qua đi, mà cái cuộc đấu tranh này thì chắc chắn là nó cũng có ngắn đâu, và nó dài. Và cần những thế hệ sau, thì cái phong trào Việt Hưng đang làm cái công việc đó, là xây dựng một cái đội ngũ giới trẻ có trình độ để mai sau giúp cho đất nước mình thoát khỏi cái sự cai trị hay là cái sự lệ thuộc của Trung Cộng. Và thưa quý vị, chương trình đến đây gần như là chấm dứt rồi. Ông có muốn nói một câu gì trước khi từ giã khán giả không ạ? Tôi muốn nhắn với những người Việt Nam ở Việt Nam là chúng tôi ở ngoại quốc không thể nào đuổi Tàu cứu nước được như họ, mà chúng tôi muốn thuyết phục họ là ở ngoại quốc chúng tôi sẽ làm những gì mà chúng tôi có thể làm để hỗ trợ họ, để thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ, dân Hoa Kỳ, chính phủ các nước tự do và dân các nước tự do trong thế giới là
quyền lợi của tất cả những thành phần đó đều đi đôi với quyền lợi của dân Việt Nam, và cùng nhau chúng ta hợp sức để mà đuổi tàu cứu nước. Xin kính chào quý vị khí thân giả TV Tuần Sang. Thưa quý vị, chương trình Giờ Nguyễn Hồng Anh đến đây chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và chúng tôi cũng xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Long đã đến studio hôm nay để nói chuyện với là quý khán thính giả. Vâng. Xin chào. Cảm ơn. Dòng máu chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa uốn hận đã tràn tuôn tới căm hận muốn chờ. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chỉ là từng giọt máu anh em.